Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tình Liệu Huệ Vương có hy sinh phần nào đất nước để bảo đảm cho vị trí của mình? Ngày 8 tháng 4, AFA Tiếng Việt đăng bài bình luận chuyến đi sống còn vào Trung Nam Hải của Vương Đình Huệ của blogger Nam Việt. Thời báo chấm đê giới thiệu trích lược bài viết đến quý khán thính giả nội dung như sau. Có vẻ như chuyến đi của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Trung Quốc dù là để thắt chặt các mối quan hệ giữa hai đảng Cộng sản, nhưng thực sự số phận của ông Huệ đang nằm trong cuộc đối thoại ngoại giao này. Báo chí nhà nước cho biết, ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Trung Quốc. Từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 4, theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc, Triệu Lạc Tế, Ủy ban Đối ngoại Việt Nam cho biết ngày 4 tháng 4. Và đây là hình bài trên AFA. Nhìn vào lời mời của phía Trung Quốc và sự đáp lời nhanh nhỏ của phía Việt Nam, người ta nhìn thấy rằng đây như là một cuộc hẹn được sắp đặt trước, gấp rút và được ngoại giao hóa bề mặt bằng một lời mời. Mặc dù thông tấn xã Việt Nam đề cao chuyến đi của ông Huệ là cực kỳ quan trọng nhằm định hướng chiến lược cho quan hệ song phương, nhưng thực ra còn có cái gì để định hướng nữa khi mà ông đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng đã nắm chặt tay cam kết với Tập Cận Bình trong chuyến thăm cấp cao vào tháng 12 năm 2023 rằng hai quốc gia quyết nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam, Trung Quốc. Bất kỳ ai đang quan sát tình hình chiến trường Việt Nam cũng có thể hiểu rằng ông Vương Đình Huệ, con cờ cuối cùng của ông Nguyễn Phú Trọng, đang đứng trước những nguy cơ bị loại bỏ bởi Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, kim lãnh chúa toàn phần Việt Nam. Chuyến đi này chắc chắn là có lời cậy nhờ của ông Nguyễn Phú Trọng cùng sự bày tỏ trung thành của ông Vương Đình Huệ với họ tập để xin đảm bảo cho chiếc ghế tổng bí thư sắp đến không bị lung lay. Và đây là hình ông Vương Đình Huệ đến Trung Quốc trong chuyến thăm 6 ngày. Nếu có tiếng nói của Tập ủng hộ cho việc Huệ thế trọng, ít nhất Bộ trưởng Công an Tô Lâm sẽ không thể manh động cho đến khi Huệ ngồi được vào ghế tổng bí thư. Chuyện lật đổ hay loại bỏ ứng cử viên tổng bí thư, nhiều sai lầm về đời tư này chỉ có thể hành động sau đó. Nhưng khi Huệ nắm quyền sinh sát rồi, thì chưa biết lúc đó ai sẽ loại ai để giữ mạng cho mình. Điều thú vị là trước chuyến đi của Huệ, báo chí lại bắt đầu dấy lên câu chuyện về người ca sĩ bị đồn là người tình của ông Huệ đang nương nhờ ở nước Mỹ thù địch. Trên báo ngôi sao ngày 4 tháng 4, đột nhiên có một bài viết điểm lại cuộc đời của ca sĩ Hương Tràm một cách vô thưởng vô phạt. Nhưng rõ ràng nó là lưỡi gươm được cố ý treo lơ lửng đối với ông Huệ. Bài viết có tựa đề Cuộc sống của Hương Tràm sau 5 năm sang Mỹ, trong đó mô tả ấp mở rằng cô chọn cuộc sống xa nhà không rõ lý do và nói cô có cuộc sống như một sinh viên xa nhà, biết trân quý sức khỏe và suy nghĩ tích cực. Và đây là hình ảnh ca sĩ Hương Tràm và hai đứa bé bị lan truyền trên mạng xã hội. Thời gian gần đây, mạng xã hội rò rỉ hình ảnh ca sĩ Hương Tràm bế hai đứa bé được cho là sinh đôi, với tin đồn cô này là người tình và đẻ hai đứa con cho ông Huệ tại Mỹ. Tờ VN Express dẫn lời Hương Tràm nói rằng cô không có con giống như lời đồng đại Tuy nhiên, cô không đến chính hay giải thích gì về tấm ảnh cô đang ôm hai đứa bé. Tin lan nhanh và thực tế, từ đó đến giờ, tất cả những câu chuyện bê bối của giới quan chức lộ ra ngoài, phần lớn đều là trong nội bộ đưa ra, trong mục đích đánh phá, loại bỏ nhau. Trên con đường đi phó hội và nài xin Tập Cận Bình một vé để đảm bảo cho chức tổng bí thư, chắc chắn ông Vương Đình Huệ cũng sẽ luôn tót mồ hôi hột về đêm khi nằm nghĩ đến câu chuyện đang cứ úp mở như vậy bằng mọi cách để bảo vệ cho mạng sống của mình và cho chức vụ quan trọng mà mình phải nắm bằng được. Liệu Huệ có hy sinh thêm phần nào của đất nước, dân tộc để những bộ tập cận bình cho chiếc miễn tử bài đem về Việt Nam? Trong bối cảnh Việt Nam gây cấn với Trung Quốc về tuyên bố những xâm lấn trên biển. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Liệu Huệ Vương có hy sinh phần nào đất nước để đảm bảo cho vị trí của mình hay không? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. 8 người Việt tham gia bắt cóc Trịnh Xuân Thanh bị truy tố Thời báo chấm d ngày 7 tháng 4 đã loan tin truy tố 8 người Việt Nam tham gia bắt cóc Trịnh Xuân Thành ở Slovakia. Theo đó, 8 người Việt Nam bị buộc tội ở Slovakia vì tham gia vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Điều này đã được tờ báo Danish của Bratislava đưa tin. Bị cáo chính là Lê Hồng Quang, cựu cố vấn của Thủ tướng lúc bấy giờ, Robert Fico, người cũng đã trở lại giữ chức Thủ tướng từ năm ngoái. Quang bị buộc tội chủ trì cuộc gặp giữa Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm và Bộ trưởng Nội vụ Slovakia lúc đó là Robert Kalinac vào ngày 26 tháng 7 năm 2017 là một phần của cuộc gặp chỉ kéo dài 40 phút, trong đó Tô Lâm đến Việt Nam và Kalinak đã gián đoạn kỳ nghỉ ở Áo. Trịnh Xuân Thanh và các thành viên trong nhóm bắt cóc của ông đã được đưa ra khỏi EU trên máy bay của chính phủ Slovakia. Và đây là hình Robert Fico và cố vấn Quang Lê Hồng trong buổi gặp Bộ trưởng Nội vụ Việt Nam Tô Lâm tháng 3 năm 2017. Trịnh Xuân Thanh không đi bằng hộ chiếu của chính mình mà bằng hộ chiếu mới do các nhà ngoại giao Việt Nam đặc biệt cấp dưới tên giả hộ chiếu này không có dấu nhập cảnh vào EU. Chính vì vậy, việc lên máy bay của chính phủ là một trong số ít lựa chọn của những kẻ bắt cóc để rời khỏi châu Âu cùng Trịnh Xuân Thanh. Theo báo cáo của Dennis, các bị cáo khác được cho là thành viên của cơ quan mật vụ Việt Nam. Tên của họ không được biết đến. Thời báo chấm đê đã liên lạc với tờ báo Slovakia. Ngay khi thời báo chấm đê tìm ra những cái tên của những người bị truy tố này, chúng tôi sẽ thông báo tới các bạn các bị cáo cũng bị buộc tội trả 2 triệu đô la cho những người Slovakia không rõ danh tính để thực hiện vụ bắt cóc. Các cáo buộc có nghĩa là những người bị ảnh hưởng có thể bị dẫn độ về Slovakia ngay khi họ ở quốc gia mà Slovakia có thỏa thuận dẫn độ. Sau đó họ có thể bị đưa ra công lý ở đó. Cơ quan truy tố là cơ quan tội phạm quốc gia NAKA của Slovakia. Liên quan đến vụ án này, ngày 2 tháng 11 năm 2022, Thời báo chấm D đã đưa tin về việc Tòa án Đức xét xử Lê Anh Tú với cáo buộc tham gia bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Theo đó, vào ngày 2 tháng 11 năm 2022, Tòa án Thượng thẩm Berlin đã bắt đầu mở các phiên tòa xét xử ông Lê Anh Tú, một người Việt Nam định cư tại Cộng hòa Séc, với cáo buộc hoạt động gián điệp hỗ trợ một vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh vào tháng 7 năm 2017. Ông Lê Anh Tú được cho rằng đã lái chiếc xe VW Tây Nam thuê tại khu chợ Sapa của người Việt ở Séc để chở các sĩ quan công an Việt Nam đi gây án ở Berlin. Và đây là hình Nguyễn Hải Long ra tòa ở Đức. Theo lời một luật sư có mặt tại phiên tòa, phía Việt Nam đã đưa từ 25 đến 30 người vào hoạt động trong toàn bộ quá trình tổ chức và bắt cóc này. Tại phiên tòa, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm và Trung tướng Đường Minh Hưng, Đại tá tình báo Tổng cục 5 Nguyễn Đức Thoa, Đại tá Cảnh sát Lê Thanh Hải cùng các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam đã liên tục bị nhắc tên trong bản cáo trạng đọc trước tòa. Phóng viên thường trú của Thông tấn xã Việt Nam và VTV4 ở Đức cũng không đến đưa tin. Đại sứ Vũ Quang Minh cùng đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, Bộ phận Bảo hộ Công dân cũng không xuất hiện. Đến ngày 31 tháng 1 năm 2023, tòa tuyên bố bản án 5 năm tù cho Lê Anh Tú sau 3 tháng xét xử với hai tội danh hoạt động gián điệp và tham gia bắt cóc ông Trịnh Xuân Thành. Trước ông Tú, người đầu tiên trong vụ án này bị tòa án Đức kết án là ông Nguyễn Hải Long, bị kết án 3 năm 10 tháng tù vào năm 2018. Ông Long cũng bị kết án với hai tội danh hoạt động gián điệp và tham gia bắt cóc Trịnh Xuân Thanh giống ông Lê Anh Tú. Nguyễn Hải Long đã nhận tội trước tòa án Đức về việc một vụ Việt Nam đã bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh từ Berlin và đem về Việt Nam vào năm 2017. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin 8 người Việt tham gia bắt cóc Trịnh Xuân Thanh bị truy tố. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.